Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình đang thực hiện máy đọc lối mô tô Cantab để thực hiện được cái chức năng của hệ thống khóa Smart Key trên những cái dòng xe khóa thông minh. Trước của màn hình của anh em đây đó chính là một cái hộp ECU, có nghĩa là IC ổ khóa thông minh đấy anh em ạ. Trên dòng xe Vision K44 đời 2020. Hiện tại bây giờ xe đang bị mất tất cả chìa khóa và mất tất cả mã anh em nhé. Vâng, và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em sử dụng cái chức năng để thêm một cái chìa khóa mới, làm một cái chìa khóa mới nó như thế nào anh em nhé. Và những anh em nào đang sử dụng máy chuẩn đoán lỗi do bên mình cung cấp như là máy Motocan CE, máy Motocan 7, máy Motocan Tab, Can Phone, thì anh em khi mà khách hàng báo mất chìa khóa thì anh em cứ đi mua một cái chìa khóa về, xong rồi anh em làm, nếu anh em không làm được anh em cũng cứ đi mua chìa khóa về đi, xong gọi cho mình hỗ trợ anh em nhé. Vì khi mà cung cấp máy cho các anh em thì mình có hỗ trợ kỹ thuật cho anh em trọn đời, nên là làm như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm, nó cũng dễ thôi anh em nhá. Thì hôm nay tôi sẽ làm trực tiếp. Như vậy là cái hộp ECU, anh em lưu ý này, trên những cái dòng xe của Vision, Lead, Everlead, Click, Brio là cái hộp ECU người ta đổ keo rồi, không lôi được cái hộp ra, nắp hộp ra, nên anh em đành phải khoét lỗ và anh em hàn dây anh em nhá. Còn những trên dòng xe SH mốt NS cao rồi P6 là anh em cái này, hoặc là Yamaha là anh em có thể, cái hộp của nó không đủ keo anh em lôi ra được thì anh em không cần phải khoét. Khoét thì nó dễ thôi anh em nhá, anh em chỉ lấy cái mỏ hàn anh em đập bè là như cái lưỡi dao, anh em cắm điện nóng lên là anh em rạch cái một cái lỗ vuông vuông là xong anh em nhá. Rồi trong trường hợp này tôi đã khoét sẵn và đã ghim rắc, và anh em lấy cho tôi cái rắc đối với máy Motocan Tab và máy Motocan Phone thì anh em sẽ lấy cho tôi cái cáp là MTB08 LV02 anh em nhá. Và anh em ghim vào máy táp, anh em ghim vào máy táp. Bình điện ắc quy thì anh em sẽ lấy kẹp nguồn ắc quy, anh em cấp nguồn cho bộ chuyển đổi Motocan Tab. Như vậy là máy của tôi đã có nguồn, máy tính bảng tôi đã bật sẵn anh em nhá. Vâng, và chìa khóa tôi đã mua sẵn về đây anh em. Đối với những cái dòng xe này thì anh em cứ mua xài chung với K12, K44, K66, K59 anh em xài chung với nhau anh em nhá. Đây chính là chìa khóa mới. Rồi, bóc đi thầy. Thì để được mà làm cho khách hàng được một cái chìa khóa mới thì anh em hỏi khách hàng xem là có còn cái mã KID mà sau khi mua xe nó được đeo ở chung cái chìa khóa giống như kiểu này anh em. Đấy, cái chìa khóa mới này thì khi mà anh em mua xe thì có cái thẻ nhựa thế này, anh em có còn giữ lại hay không. Cái chìa khóa mới là cái thẻ này không dùng được đâu anh em nhá, phải lấy ở cái thẻ cũ. Nếu như cái thẻ cũ mất luôn rồi thì anh em mới thực hiện cái chức năng là khoét để hàn dây, để đọc mã, có mã rồi anh em mới làm chìa mới được. Còn nếu khách hàng mất chìa mà cung cấp được cho anh em cái mã rồi thì anh em không cần phải khoét, anh em chỉ cắm vào không cần hàn dây và anh em làm luôn anh em nhá. Thì trong trường hợp này thì đã có mất hết tất cả rồi, thì bây giờ tôi sẽ đọc, và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em đọc, và tôi cũng hướng dẫn luôn đến máy Motocan Phone và máy Motocan Tab. Thì nếu như nhà anh em có màn hình hệ thống TV thông minh thì anh em có thể là kết nối lên trên màn hình để khách hàng ngồi ở cái cửa hiệu của anh em, khách hàng nhìn được trên tivi trên màn hình luôn anh em nhá. Khách hàng có thể nhìn được tivi trên màn hình luôn, là anh em có thể là khách hàng xem được là rồi. Ok, đấy, như vậy là anh em có thể là xem được đây anh em, cửa hàng nhà mình đây. Thì ví dụ chú là vị trí là khách hàng ngồi ở vị trí này uống nước thì anh em có thể là thấy là trên màn hình luôn anh em nhá. Đấy, ok, rất chi hiện đại đúng không anh em. Rồi tôi sẽ quay lại với cái chức năng là tôi chuẩn bị hướng dẫn cho anh em. Sau khi mà tôi hàn dây ok hết rồi, sau khi mà tôi hàn dây ok hết rồi thì tôi sẽ tiến hành cấp nguồn cho máy Motocan Tab đã có nguồn rồi. Và anh em chú ý, thật là chú ý này, trong cái quá trình đọc mã KID anh em đảm bảo được, thứ nhất là nguồn điện ắc quy không bị chập chờn, thứ hai là mũi hàn không bong anh em nhá. Anh em chú ý, nếu như mà trong quá trình đọc mà kẹp bình ắc quy bị tuột ra ngoài, mũi hàn bong là dẫn đến là chết ECU, là anh em không cứu lại lại được đâu anh em nhá. Vâng, bây giờ tiến hành đọc anh em nhá. Vâng, đầu tiên thì ở trên màn hình máy tính bảng hoặc là điện thoại thì anh em sẽ bấm cho tôi là kết nối với hệ thống OBD trên xe. Anh em bấm Honda. Anh em bấm tìm xe thủ công. Anh em bấm Việt Nam anh em nhé. Nếu xe của anh em ở nước nào thì anh em bấm Việt Nam.
Việt Nam, anh em ở Việt ở nước Việt Nam anh em bấm Việt Nam, xem Việt Nam anh em bấm Việt Nam. Đối với số anh em ở ở các nước khác thì anh em bấm vào các cái nước của anh em nhé. Rồi ở tôi ở Việt Nam và xe này business ở Việt Nam, tôi bấm Việt Nam. Rồi anh em chú ý này, anh em chú ý trong này nó có rất nhiều xe nhưng mà cái hộp SCU này có xe Vision K44, chữ Vision có nghĩa là cái chữ V đứng đầu, anh em bấm vào chữ V cho tôi ạ. Rồi Vision của tôi là Vision đời 18-20, tôi bấm 18-20 anh em nhé. Nếu như mà Vision của anh em 2021 anh em bấm vào 2021, 18-20 tôi bấm 18-20. Rồi anh em sẽ bấm vào cho tôi cái hệ thống khóa thông minh anh em nhé. Rồi anh em thấy ở dòng số 2 nó có cái chỗ đọc EID và ECMID từ SU. Vâng, tôi đã bây giờ tôi sẽ bấm vào cái dòng số 2 để nó đọc trong này ra anh em nhá. Rồi anh em bấm. Rồi các cái yêu cầu này thì anh em yêu cầu vào có cái sơ đồ hàn dây đấy anh em ạ. Đấy anh em thấy là một số các anh em có hỏi là cái máy Motocantab này có dễ dùng hay không, thì đây là câu trả lời của anh em. Anh em nhá, như vậy là cái máy đọc lỗi này nó không giống như máy đọc lỗi thông thường nữa rồi. Máy đọc lỗi thông thường thì nó chỉ có chữ thôi, còn máy đọc lỗi hiện đại thông minh như thế này thì nó có cả hình ảnh nữa. Thì tôi hỏi với anh em, một máy đọc lỗi mà nó có chữ và một máy đọc lỗi mà nó có cả chữ và hình ảnh luôn, thì anh em thấy cái nào dễ dùng hơn anh em nhá? Vâng, anh em thấy đây là cái câu trả lời của anh em. Anh em bấm bên phải, anh em nên đọc các cái yêu cầu và có sơ đồ hàn dây luôn ở trong đây rồi anh em nhá. Đây anh em vị trí anh em hàn dây vị trí này. Rồi ok. Đấy ok, anh em bấm xin mũi tên bên phải. Rồi yêu cầu đấy. Đấy anh em thấy này. Yêu cầu đấy, y chang như vậy luôn đúng không anh em? Anh em nhìn thấy là máy Motocantab có bình ắc quy cấp nguồn này. Jack cắm vào SCU này. Hàn 2 dây này. Đấy anh em thấy y chang ở trên đây rồi. Đấy, tôi kẹp cấp nguồn ắc quy cho máy. Cắm vào cái hàn dây rồi. Ok. Rồi, bấm mũi tên bên phải. Rồi các cái yêu cầu chú ý anh em nên đọc anh em nhé. Đấy trong cái quá trình đọc đấy anh em thấy là tuyệt đối không chạm dây để tín hiệu 12V vào nối nguồn, không chạm tay vào đường dây mạch điện của SCU khi đang đọc EID anh em nhé. Đây là các cái chú ý. Bấm mũi tên bên phải tiếp. Vâng, bây giờ là máy sẽ đang tiến hành đọc và cái thời gian đọc sẽ nó rơi vào tầm khoảng độ vài phút anh em nhé. Trong cái quá trình máy đang đọc thì nhà mình cũng chia sẻ luôn là nhà mình là đại lý cấp 1 chuyên cung cấp những cái dòng máy chuẩn đoán lỗi Motocantab như thế này. Máy thì bây giờ nó hiện đại, nó nhiều chức năng và rất dễ dùng, làm full hệ thống khóa smart key, đọc lỗi xóa lỗi, tất cả cái chức năng đẳng cấp nhất hiện nay anh em nhé. Đẳng cấp hiện nay được tích hợp vào trong cái bộ máy này rồi. Anh em mua về, nếu anh em có điều kiện anh em sẽ khi mà mua bộ máy thì anh em sẽ lựa chọn luôn màn hình. Còn nếu như mà anh em chưa có điều kiện thì anh em sẽ kích hoạt lên trên điện thoại. Xong rồi anh em khi nào mà anh em có điều kiện hơn, anh em sẽ mua máy tính bảng thì tôi sẽ chuyển lên máy tính bảng sau cho anh em cũng được anh em nhá. Và khi mà cung cấp máy thì hỗ trợ thì kỹ thuật cho các anh em trọn đời. Đấy anh em cứ gặp một cái vấn đề gì về khóa về xe thì anh em cứ gọi cho mình. Ví dụ như trong trường hợp này mà anh em gặp một chiếc xe bị mất khóa thế này mà anh em gọi cho mình khi mà anh em chưa biết làm á, thì rất là đơn giản. Bảo anh em đi mua chìa khóa đi, có là anh em đi mua cái chìa khóa này về đi, anh em gọi cho mình hướng dẫn làm. Như vậy thôi, như vậy anh em lên cái mua chìa khóa về để sẵn ra như thế này. Rồi anh em gọi cho mình là mình kết nối Zalo. Kết nối Zalo xong rồi mình bảo anh em bấm vào cái nào thì anh em bấm. Làm xong rồi thì chắc chắn anh em nhớ luôn. Lần sau anh em không cần phải hỏi. Hoặc là anh em chưa nhớ thì lần sau anh em gọi tiếp cho mình. Vì cái này mình cũng thích, mình hướng dẫn cho anh em mình cũng thích lắm, nhưng mình cũng không có cái vấn đề là gì là ngại hay là khi cung cấp máy cho anh em thì ngại hỗ trợ. Cái này nó cũng dễ thôi. Tôi thích dạy cho các anh em làm, tôi yêu nghề mà. Nên anh em yên tâm mua máy anh em nhé. Máy bây giờ thì hiện đại đấy. Cứ để cho nó đọc anh em nhé. Khi nào nó có kết quả thì nó sẽ hiện ra cho các anh em. Và lúc đó làm như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em tiếp theo anh em nhé. Anh em nào thích những cái máy đẳng cấp như thế này thì anh em cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp máy cho các anh em nhé. Và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời luôn anh em ạ. Rồi anh em cứ chờ đi. Chắc là anh em đi uống một ly cà phê hay là một uống một ly trà anh em 5
5-7 phút anh em quay lại thì nó sẽ tiếp tục làm tiếp tục anh em nhé. Thì nó sẽ có được mã thôi. Nó đang kêu tít tít như thế này là nó đang đọc anh em nhé. Vâng, và tôi sẽ tiếp tục tôi quay lên màn hình để anh em xem anh em nhé. Vâng, như vậy là những anh em mà có nhà cửa hiệu nhà anh em mà có cái hệ thống tivi thông minh treo tường rồi thì khách hàng ngồi ở vị trí chờ thì rất như là nhìn được là công nghệ của anh em như thế này thì anh em sẽ dễ lấy tiền hơn anh em nhé. Khách hàng có thể đọc được ở trên màn hình rất chi là hiện đại. Đấy, màn hình của tôi ở vị trí này, cửa hàng nhà tôi đây. Đấy, anh em thấy là đọc được rất chi là ok. Đấy, đây là cái chức năng này là không phải là chức năng của máy Motocantab, mà chức năng này thì là chức năng kết nối từ máy tính bảng hoặc là điện thoại lên màn hình TV lớn thôi anh em nhé. Đấy, ok, rất hiện đại đúng không anh em? Đây, ok anh em. Như vậy là có kết quả rồi đấy anh em ạ. Tôi đang quay cho anh em thì tôi đã thấy trên màn hình TV đã hiện lên 2 key đấy anh em ạ. Anh em thấy hai cái mã số rồi, tôi sẽ di chuyển về máy tính bảng. Rất hiện đại anh em nhé. Sướng cuộc đời. Rồi, bây giờ cái công việc của anh em rất chi là đơn giản. Bây giờ anh em sẽ ghi lại cho tôi hai cái mã này lại. Ghi lại xong rồi tôi tiếp tục hướng dẫn anh em làm. Bây giờ anh em có nhiệm vụ là ghi hai cái mã này lại. Sau khi anh em ghi hai cái mã này lại, rồi anh em sẽ ngắt nguồn ắc quy và anh em sẽ tiến hành là nhả mối hàn anh em nhá. Anh em chú ý, tôi chắc làm một lần nữa. Sau khi mà đọc được mã KID rồi thì anh em sẽ ghi lại mã KID và ngắt nguồn ắc quy và nhả mối hàn anh em nhá. Hoặc là chính ở trên máy luôn thì anh em nhìn thấy này, có cái biểu tượng tròn tròn ở giữa đây anh em nhá. Em bấm vào đây nó sẽ chụp ảnh luôn ạ. Rồi phiên bản này chưa được phiên bản này chắc sau sẽ có rồi. Sẽ tiến hành ghi mã lại rồi tôi tiếp tục. Rồi bây giờ cái công việc của tôi bây giờ tôi ghi mã và tôi nhả mối hàn rồi tôi tiếp tục chia sẻ đến cho anh em nhá. Anh em chú ý xem hết video. Vâng, sau khi tôi đã nhả mối hàn xong thì tiếp tục tôi lại kết nối vào trong bộ chuyển đổi Motocantab anh em nhé. Vâng, bây giờ tôi sẽ cấp nguồn ắc quy. Vâng, sau khi máy có nguồn ắc quy thì anh em sẽ bấm mũi tên bên phải đây thì nó sẽ tự động nó kết nối thành công rồi. Và bây giờ tôi đã ghi được hai cái mã này rồi. Ra đây rồi là cái mã KID đây. Thì tôi sẽ lấy cái mã thứ hai anh em nhé. Bấm thoát ra ngoài. Rồi anh em sẽ thấy cái dòng chữ là lập trình SU. Tôi bấm vào lập trình SU. Bấm mũi tên bên phải anh em nhé. Rồi bây giờ anh em thể có thấy ngay lập tức là cái dòng là đăng ký khóa, có nghĩa là mình thêm khóa đúng không anh em. Thì trước khi mà tiến hành đăng ký khóa thì tôi sẽ kiểm tra FMOB, có nghĩa là cái này VSCU này trước khi tôi chưa làm thì nó đã là thành một bộ của nhau hay chưa. Thì tôi sẽ tiến hành kiểm tra anh em nhé. Rồi tôi sẽ tiến hành kiểm tra xem là rồi yêu cầu của hệ máy Motocantab là yêu cầu anh em chuyển cái đèn LED của cái chìa khóa này sang màu xanh. Rồi tôi để kiểm tra xem là cái mục đích hôm nay là tôi trước khi tôi đăng ký khóa là tôi nhắc lại một lần nữa là tôi chứng minh được là cái khóa này và cái hộp SU này nó chưa phải là một bộ của nhau thì tôi đã thực hiện chức năng kiểm tra giao diện giao tiếp giữa hai cái thằng này anh em nhé. Rồi tôi đã chuyển sang màu xanh này, anh em bấm mũi tên bên phải. Chưa đăng ký thì rồi anh em thấy là báo ngay lập tức là thông báo này là FOB và SCU không hoạt động do này FOB chưa được đăng ký với SCU, có nghĩa là hai thằng này nó chưa phải là một bộ của nhau đúng không anh em. Rồi tôi bấm tím mũi tên bên trái. Rồi bây giờ tôi bấm lại đăng ký khóa. Bây giờ tôi bắt đầu đăng ký khóa anh em nhá. Rồi ở đây này anh em này, anh em đăng ký khóa thì là anh em sẽ bấm vào tôi là xe này là mất tất cả khóa rồi, anh em bấm mất tất cả khóa. Còn nếu như anh em sử dụng cái chức năng mà thêm khóa thôi, đang còn một chiều nữa thì anh em chỉ thêm cái nữa thôi, anh em bấm cái dòng đầu tiên. Còn mất tất cả khóa anh em bấm dòng thứ hai anh em nhé. Rồi yêu cầu này là chuẩn bị KID có trên thẻ nhựa của FMOB đã mất hoặc là đọc từ SU. Đấy, có nghĩa là cái mã có trên thẻ nhựa. Nếu như trường hợp khi bị mất chìa mà khách hàng cung cấp cho anh em được cái mã rồi thì anh em bỏ qua
cái khâu đọc, anh em vào đây anh bấm, anh em bấm luôn, anh em đã có mã anh em bấm luôn, không cần đọc nữa, đúng không anh em? Còn trong trường hợp này bị mất rồi thì tôi vừa mới đọc ra được đây là tôi đã có mã đọc từ SCU ra rồi anh em nhá. Rồi tôi bấm mũi tên bên phải. Rồi hỏi này, anh em có mã KID chưa? Thì tôi có đây rồi anh em nhá, tôi bấm là dấu về đây anh em nhá. Rồi bây giờ anh em nhập cái mã này vào cho tôi ạ. Rồi anh em sẽ tiến hành anh em nhập, để tôi sẽ lấy cái mã bên dưới là mã 040 này 417 1776 700. Rồi tôi sẽ soát lại một lần nữa anh xem có đúng không anh em nhá. 0417 0417 76 700 76 700. Ok, đã chính xác rồi anh em nhá. Chính xác rồi thì anh em sẽ bấm vào, bấm mũi tên bên phải anh em nhá. Máy nó sẽ tự động nó làm cho anh em, anh em không cần phải cái gì hết. Rồi yêu cầu này, anh em yêu cầu là chuyển sang màu đỏ anh em nhá, chuyển cái chìa khóa cái đèn này anh em này sang màu đỏ, anh em chuyển sang màu đỏ. Rồi tôi đã chuyển sang màu đỏ rồi anh em nhá. Rồi bấm mũi tên bên phải. Rồi bây giờ là máy sẽ tự động nó làm, nó yêu cầu anh em làm cái gì thì anh em làm anh em nhá. Nó đang bắt đầu nhập đấy anh em. Đấy, bắt đầu nó nhập đấy anh em. Nó nhập cái số anh em vừa nhập vào đấy, nó sẽ tự động nó làm. Và sau khi làm xong rồi thì tôi sẽ kiểm tra xem là nó đã thành một bộ với nhau hay chưa. Nói chung là tôi làm video thì tôi quay video mất tầm một độ vài 10 phút. Nhưng mà khi mà anh em tôi không quay video tôi làm có 5 phút xong à. 5-7 phút xong. Anh em có thể là ra ngoài sẽ xem được, khách hàng có thể ngồi trên màn hình và có thể xem được luôn anh em nhá. Đấy, xem màn hình khách hàng xem được luôn là tình trạng như thế nào. Rồi nó quay trở lại đây, rồi tiếp tục nó đăng nhập đến con số 0 đây nhá. Đấy là số 0. Rồi anh em chú ý nhá, anh em lấy nét màn hình để yêu cầu như thế nào thực hiện lúc. Rồi máy yêu cầu anh em chuyển cái chìa khóa sang màu xanh, anh em chuyển luôn. Rồi sang xanh rồi đây anh em này. Rồi anh em bấm cái mũi tên bên phải. Bây giờ tôi bấm cái anh em nhìn cái đèn này luôn anh em nhá. Đấy anh em thấy nháy. Đó, ok rồi. Rồi ok, như vậy là có dòng chữ là xin chúc mừng đăng ký khóa FMOB thành công. Ok rồi, bây giờ tôi vào kiểm tra, tôi vào kiểm tra SU và FMOB và SU anh em nhá, để xem nó thành một bộ của nhau chưa. Rồi chuyển sang màu xanh, đây tôi đã chuyển sang màu xanh rồi. Rồi bấm mũi tên bên phải. Rồi ok, anh em thấy là đã thành công rồi thì sẽ thông báo FOB đã được đăng ký và kích hoạt sử dụng với SU xong. Như vậy là đã xong rồi anh em nhá, ngắt kết nối. Rồi cái công việc của anh em bây giờ là sẽ lấp hàn lại cái chỗ này, đổ keo lại để cho nước nó sẽ không vào được anh em nhá. Như vậy là xong, ghi vào xe là chạy thôi anh em nhá. Đấy là anh em thấy là một số anh em cứ hỏi là có dễ sử dụng hay không, thì anh em thấy là quá dễ sử dụng đúng không anh em. Máy này thì phù hợp với những anh em gọi là chưa biết gì thì anh em cũng làm được, nó vừa có chữ mà nó vừa có hình ảnh thì chắc chắn là nó phải dễ dùng hơn là những cái dòng máy thông thường là chỉ có chữ không thôi đúng không anh em. Rồi anh em nào cần máy thì cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ nhận cung cấp tất cả những cái dòng máy chuẩn đoán lỗi cho anh em và hỗ trợ kỹ thuật cho anh em trọn đời. Khi anh em có máy ở trong tay rồi thì bất cứ cái vấn đề gì đó anh em cũng cứ gọi cho mình và mình sẽ hỗ trợ được tất tần tật anh em nhé, dễ thôi. Đấy hôm nay tôi hướng dẫn cho anh em làm thế này, thì ví dụ như anh em đi mua chìa về tôi gọi Zalo tôi hướng dẫn anh em làm như thế này thì lần sau anh em nhớ luôn. Rồi lần sau những cái chức năng này xe này anh em không cần phải gọi mình nữa, hoặc anh em chưa vẫn không nhớ thì vẫn gọi bình thường anh em nhé. Rồi anh em nào cần máy thì cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình mình sẽ cung cấp anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.